Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mây Vàng Cần Thơ. Hôm nay mình xin giới thiệu với anh em là mười mấy phô mai nha anh em, trong đó có một số phô mai thú quý và một số phô mai vàng nha anh em. Đặc biệt hôm nay mình hàng hàng VIP để phục vụ cho anh em ha. Số 1 anh em dùng lực ha, số 2 cây 70-80 hoành nha anh em, mời bự lắm ha, 4-5 người khiên nữa nha anh em. Số 2 nè, đây những phôi này giá sinh chuyên thôi anh em. Anh em chuyên mua kênh này mình biết ha, thường số 1 số 2 thì em sắp cái giá nó đẹp chút. Đây phôi dài chiều bạc không anh em. Còn năm mấy cũng có ha. Năm mấy 60 luôn. Dài chiều bạc ha. Rồi, quên. Nhắc lại số điện thoại các em. Số điện thoại là 0939860018 nha cô chú anh chị. Rồi số điện thoại có quyền có bổ sung góc trái màn hình chữ màu xanh cho anh em dễ quan sát nha anh em. Đó là cái số 1 ha. Số 1 là phôi mây vàng nha anh em. Này đẹp hơn nữa nè. Đó. Quá đẹp ha. Đế này nè. Đế đúng đế cây luôn ha nè. Cộng nào cũng nó phải cây ha nè. Quá rực rỡ ha. Thằng bé như rồm ha nè. Nè anh em là đọc nguyên cái nốt nha, là cỏ càng bẻ sữa luôn. Nó ra là đủ luôn ha. Rồi cho anh em thông số luôn em ơi. Mã số 1 là phôi mây vàng nha anh em. Chiều cao là 69 nha cô chú. 69 chiều cao. Rồi. Hoành nam đây chiếc này là 53 nha cô chú. 53 cho hoành nam nha anh em. Cây ha. Ok. Rồi xét vào đế cho anh em tham khảo là 62 ha. 62 như cây nè, 62 hoành nha nè. Anh em nè, ngồi thước nè. Đường kính bầu là 60 cô chú ơi. Đường kính bầu là 60. Rồi phôi mã số 1 phôi mai vàng. Giá sao em ơi? Cái mã số 1 này em giao lưu với giá là 15.800.000 nha cô chú anh chị. 15.800 phôi mã số 1 nha nè. Bao ship nè, mọi miền tổ quốc ha. Rồi, tiếp theo phôi mã số 2 nha nè. Mã số 2 là phôi mai vàng lùng lực anh em ơi. Cây này hoành 70 mấy nha anh em. Khá lớn nha nè. Đó. Quá rực rỡ hay nè. Giá hữu tình. Bộ đế này nè. Bộ đế này em thấy không? Đây nguyệt cũ ngoài dữ lắm nha nè. Đây. Tất cả là cây anh em là cây nguyên nguyên thôi nè. Anh em lên thì được anh em ủng hộ nhanh lẹ ha, không gắt anh em ha, cảm ơn anh em nha nè. Anh em là một lưỡi len một nha nè, quấn dưới đất rồi lên khai thác, quấn dưới đất rồi lên bán cho anh em luôn ha, nên không đội qua 2-3 giá nên giá em lúc nào em kia nó cũng hữu nghị cho anh em ha. Rồi cho anh em thông số với em ơi. Mã số 2 là phôi mây vàng luôn nha anh em. Còn khá lớn nha. Mã số 2 là phôi mây vàng. Chiều cao là 65 của chú ơi. 65 chiều cao. Anh đo vị trí là 66 nha cô chú. 66 là cái eo thắt nhỏ nhất nha anh em. Đây, đó anh em thấy vị trí thước ha. Xích lên chút đi. Rồi. Hợp. Vị trí này là 70 ha cô chú. Này như là cây này hoành thân 70 hợp lại ha anh em ha. Rồi, một thước nữa coi. Anh đây vị trí này là 73 ha cô chú. 73. Đó là còn đo được nữa anh em, thấy anh em thấy không? Đó, đó. Nó dạ cái bệ là nó dạ cái bệ là 70-80 vậy nè. Cái này lớn lắm anh em, nhìn ngoài lớn lắm anh em ơi. Cái củ đế đó, củ đế luôn em. Đường kính bầu là 65 ha. 65 cho đường kính bầu. Xuống luôn, xuống nữa củ đế. Rồi dạ dạ đi. Củ đế này của nó là 93 ha cô chú. 93 cái củ đó nè. Dặn cây ha. Rồi.
Cà phê mã số 2 này giá sao em ơi? Mã số 2 này vô luôn chứ giá là 22.800.000 chứ chị ơi. Rồi mã số 2 hoành 70 giá 22.800 nha nè. Quá hợp lý nha nè. Đi số hoành như đế với thằng này anh em ha. Rồi tiếp theo mã số 3 là pho mai vàng nha nè. Cái cũ này nè. Đẹp ha nè. Quá rực rỡ. Rồi cho thông số luôn em. Chiều cao là 36. 36 chiều cao. Hoành thân vị trí này là 36 luôn ha cô chú. 36 luôn nha anh em. Cũ này cô nói là 63 ha cô chú. 63 cái cũ nha nè. Anh em về chọt bo, hai bo chơi gật gỡ luôn ha nè. Đừng tính vào 50 ha. Rồi thôi thôi mã số 3 này giá sao em ơi? Cái mã số 3 cho luôn giá 3.3 cô chú anh chị ơi. 3.3 mã số 3 nha nè. Bảo ship này mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo phô mai số 4 nha nè. Mã số 4 là phô mai vàng lùng lực anh em ơi. Cây này khoảng 7-8-10 nha nè. Giá sinh viên cho anh em chơi luôn anh em ơi. Giá rất là mềm anh em. Nói chung anh em bứng ở đây cũng mua được mềm mà cũng bấm giá anh em hữu nghị trên kênh nha nè. Anh em lại duy trì rồi. Rồi cho thông số luôn em ơi. Chiều cao 45. Trên rồi. Anh ở ngoài chưa? Rồi. Hoàng đây chiếc này là 62 ha. 62. Đường kính bầu là 60. Rồi mã số 4 là giá sao ơi? Mã số 4 cho luôn giá là 7.8 của chú anh chị ơi. 7.8 nha nam, mã số 4. Bao ship nè mọi người tôi quá ha. Rồi tiếp theo mã số 5 nha nam. Mã số 5 là phôi mai vàng. Giá sinh viên nha Nam. Rồi cho thông số luôn mày. Chiều cao là 47 ha. 47 chiều cao. Hoành thân đôi chiếc này là 39. 39 với Hoành thân nha Nam. Đường kính bầu 50. Đường kính bầu 50. Và mã số 5 này giá sao mày? Mã số 5 mai vàng vô luôn giá 2.5 của chú anh chị ơi. 2.5 mã số 5 nha nè. Bảo ship này mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo mã số 6 nha nè. Mã số 6 phô mai vàng dáng siêu bay luôn nha nè. Số 6 là phô mai vàng nha nè. Phụ đế nè nè. Giá sinh viên luôn nè mày. Ok. Liền anh em, liền kiếp luôn ha. Chiều cao là 39. 39 chiều cao. Thân ra nằm vai đó là 54. Và năng chính này là 32 hả cô chú? Rồi. Rồi. Đường kính bầu là 50. Rồi mã số 6 này giá sao mời? Cái mã số 6 này em giao lưu với giá là 3.3 cô chú anh chị ơi. 3.3 mã số 6 nha nè. Mọi ship này mọi miền tôi quát luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 7 này nè. Mã số 7 là phô mai vàng, một cốt nha nè. Tay cành khá đẹp ha. Cái cụ đế đặc biệt quá anh em ha. Quá đẹp ha anh em. Để anh em làm mấy cái tàn không á nè. Cực gỡ luôn ha. Sát lớn, giá mềm. Xù nách lay rai vậy nè. Đây, cái bộ đế này nè. Mã số 7 là phôi mây vàng vậy nè. Rồi, cho thông số luôn em ơi. Ok. Cụ đế dạ đẹp quá ha nè. Bự ha. Ở chiều cao 1m4 nha anh em. Em coi chỗ quần eo này là của nó là 45.
45 ngay vị trí đó anh em. Nè hoành thăng nè anh em. Hết rồi. Này như cây này 54 hoành hợp lại anh em ha. Như đo là phải hai đo vị trí cho anh em á. Đó. Là 54 mà em đo sát đây là nó hỗ 54 hoành ha anh em. Đó, là chưa nó chưa gắn nở là 54 hoành ha anh em. Đường kính đầu là 66. Rồi phô mã số 7 này giá sao ơi? Tám triệu bảy mã số 7 nha anh em, bao ship anh em mọi miền đó quá ha. Cây này giá 8,7 triệu và 54 và anh em, quá hợp lý ha anh em, quá mềm. Rồi tiếp theo cây mã số 8 nha anh em, mã số 8 là pho mai vàng lục lực nha anh em, sắc lớn mà giá mềm. Rồi quay đem. Cây này tất cả là cây mới hết nha anh em, nên mấy cây này bứng trước đó anh em, rồi để mấy cây kia bứng đủ clip đang quay đó nè anh em. Thấy mới có mấy bữa mà nó lặn nhựa nè anh em, anh thấy cây nguyên ghiền nó màu không, nhựa nó đẩy lên dữ dằn luôn nha anh em. Rồi cho thông số chiều cao là 48 cho chiều cao. Quỳnh Nam đôi chiếc này là 48 của con chốt 48 Quỳnh Nam nhỏ nhất cho nên nè. Rồi vị trí này là 51 hoành thăng. Đường kính bầu là 45. Rồi mã số 8 này giá sao ơi? Cái mã số 8 dành cho lưu ý giá là 5,8 của chú anh chị ơi. 5,8 mã số 8 nha nè. Bao ship em mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo mã số 9 nha nè. Mã số 9 là pho mai vàng lùng lực anh em ơi. Cái cộng đế đó là dư đó anh em. Đó, anh em về đam vô chậu anh em lặn cộng đế đó bỏ. Cũng được ha anh em. À, cái vách đế với đồng đế hết trơn này anh em xét cây ha. Đồng đế âm như nó đồng với trơn mấy đồng đế này anh em. Đồng đế là cũng thừa mà anh em chơi cũng được anh em. Tại nó xuống. Xuống đáy chậu anh em. Rồi cho thông số lên. Chiều cao là 46. 46 chiều cao. Và năng đây chiếc này là 44. Rồi. Đường kính bầu 50. Còn mã số 9 này giá sao em ơi? Cái mã số 9 em giao lưu với giá là 5,2 của chú anh chị ơi. 5,2 mã số 9 nha nè. Bao ship em mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo cây mã số 10 nha nè. Mã số 10 là pho mai tứ quý nha nè ơi. Nếu em có cây tứ quý nha nè. Để sinh viên cho em ghép vui chơi trải nghiệm anh em. Rồi cho thông số luôn em ơi. Thông số. Chiều cao là 66. Bình năng đây chiếc này là 36. 36 cho hoành thăng. Đường kính bầu là 43. Đường kính bầu là 43. Rồi phô mã số 10 này giá sao em ơi? Cái mã số 10 mà tôi quý cho luôn giá 1,8 của chú anh chị ơi. 1,8 mã số 10 nha nè. Bao ship nè mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo cái mã số 11 nữa nè. Mã số 11 là pho mai vàng giá sinh viên nha nè. Rồi cho thông số luôn em ơi. Mã số 11 pho mai vàng. Rồi cho thông số luôn em. Chiều cao là 36 chiều cao. Quỳnh Thăng đôi chiếc này là 41. 41 cho Quỳnh Thăng nha anh em. Đường kính bầu là 60. 60 đường kính bầu. Cái mã số 11 em giao lưu với giá 2,1 luôn chú chị ơi. 2,1 mã số 11 nha anh em. Ôi xếp đem mọi miền tao quá ha. Rồi tiếp theo pha mã số 12 nha anh em. Mã số 12 là pha mai vàng nha anh em. Pha cuối clip nha anh em. Giá sinh viên cho anh em ghép vui chơi trải nghiệm luôn anh em ơi. Cây chưa cho mà đung nhựa anh em nhìn thấy nó đẹp, nhựa nó đẹp anh em. Nó dẫn nhựa lên nhìn thấy là ghiền luôn anh em. Anh em chơi cây nhìn. Anh em thật sự ha, mấy phải thích mấy này nè. Dẫn nhựa này nè. Đó, cây nhìn vô là một cái nó bắt mắt liền. Sung khỏe nhìn thấy rõ luôn trên cái mặt cắt luôn anh em. Rồi cho thông số luôn em ơi. Chiều cao là
đi. 58 chiều cao. Hoành Thăng 39 này là 45 ha. 45 cho Hoành Thăng. Đường kính cầu là 52. Rồi mã số 12 này giá sao em ơi? Mã số 12 cho luôn giá là 2.9 2.9 mã số 12 nha anh em. Bao ship này mọi miền đâu quá ha. Phải mã số 12 là 4 mấy 50 hoành mà giá chỉ 2.9 thôi nè. Giá bán giá rất là hữu nghị cho anh em ha nè. Và mã số 12 là thôi cuối cùng clip là hôm nay. Anh em nếu thích kênh trực tiếp dưới quyền là số 0939860078 nha nè. Anh em nếu thích kênh bấm mình đăng ký kênh để cây địa hình phục vụ cho anh em. Thằng ái chào anh em, hẹn anh em sau mới nhất sớm nhất.